chơi game nữa. Đi ra chợ mua một số nhu yếu phẩm cần thiết để nấu chè bưởi cho ba mày ăn. Trời, bưởi nữa? Má, trâu có ăn bưởi bao giờ đâu. Trâu già chỉ khoái gặp cỏ non. Ổng hay đi lon ton gặp cỏ non là quậm. Mày ăn nói như vậy với ba mày sao? Đúng là bất hiếu nhì sân si xin đạo tặc mà. Thiệt là khổ quá đi. Sáng nay em ra sạp bao, uống ly siro đá bao. Uống xong em ra ngã sáo, mua đậu xanh với cần táo tàu. Về nhà em nấu chè cho ngưu ma dương chồng em ổng ăn. Em là vợ ngoan hiền nên ngưu ma dương không có đi chơi. Không hỏi em nghe mấy chi. Vợ ơi nghe anh nói, anh muốn đi sửa xe. Cái xe nó hư bữa giờ, bình xăng nó văng ra ngoài. Anh muốn đi sửa xe, anh đi nghe mình nó ơi. Tưởng cậu mà, còn ly chè bưởi, ai ăn chứ hả? Bạn ăn bưởi. Ông này bữa nay kỳ quái, cứ muốn đi sửa xe. Cái xe nó đâu bị gì, còn ổng thì hơi kỳ kỳ. Sao tôi nghi quá đi, sửa xe hay sửa cái chi? Hay à, cái lão ngu ma dương này, hôm nay thật là gian quá đi. Mới sáng sớm mà đội đi sửa xe, chắc là có chuyện gì mờ ám. Không được, mình phải đi theo. Được, xe ôm, trực thăng, taxi, kêu giùm chế một chiếc xích lô. Ấy da, trắng tròn, rùng rục nè. Trắng tròn, rùng rục nè. Ấy da, Thuyền ơi, em thơm quá đi Thuyền ơi. Thuyền ơi, Thuyền đến đây với ngưu đi Thuyền. Từ nơi xa ghé qua nơi này thăm điêu Thuyền. Nàng thương ơi đã bao đêm rồi ta mong chờ. Vì nhân gian chẳng ai xinh đẹp hơn nàng. Lòng ngưu đã thương nhớ điêu ngày đêm. Đến đây với ta Thuyền ơi. Đã bao đêm rồi thiếp mong chờ. Thiệt hả? Chờ ánh sáng để đưa em vào một giấc bình. Chuyện tình ta sẽ không ra gì nếu anh không tiền. Đời em chỉ yêu với mày tiền anh thôi. Nàng đừng nên nói như thế. Tiền nhiều chưa chắc sung sướng. Hãy biết thương ta hơn tiền kia. Tiền nhiều chưa chắc sung sướng, nhưng nếu ta không tiền, ta nói dù giờ ai thèm nghe. Nàng điều ơi nói chi nghe hoài câu chuyện tiền. Tình đôi ta sẽ không ra gì khi anh không tiền. Ngoài biển cương biết bao nhiêu chàng đang đợi Thuyền. Đại gia hot boy nó đang theo sình của em. Anh Châu ơi, đứa nào dám cô nàng dễ Thuyền, dám giỡn với ngưu ta hả? Đây cầm lấy đi điều 5,800 đô. Wow. Đi mua sắm cho đời tươi thắm. Thắm liền. Anh bao kem trọn đời. Thiệt không? Ngàn năm sau anh vẫn thương em thiệt nhiều. Thiệt dễ không? Em cho nên là cà với mấy cái thằng đại gia. Đâu có đâu. Nếu cãi anh thì anh vẫn đó đà. Thiệt đã biết trái tim của thiệt chỉ yêu một mình trâu. Nếu trâu mà có tiền, thiếp đây chịu ý liền. Rồi đêm nay ta cùng say. Anh làm mấy bì ơi, ta hãy cùng nâng ly. Đến đây đi. Điêu Thuyền nàng ơi. Có chuyện rồi chị Thuyền ơi, có chuyện rồi. Ở ngoài kia có thằng Cát Bính hai chồng nó thổi lửa kiếm chuyện. Chỗ mã ngu mai dương. Hay dạ, sao thằng Châu còn nó biết chỗ này. Ngu mai dương ông hai đứng lại giùm chút coi. Có tiếng viên cô nương đang đợi ông bên ngoài. Kia là ai thấy quen giống như con ghệ tên Yêu Thuyền. Ê hồ ly, tránh trà màu và la sắc đang đến kìa. Ê cái thằng con nít biết gì mà tía vô. Chở lăn lối kêu cặn ta giận ta cho ăn đòn. Mau hai danh tính xa để ta cho gọi té ông vừa về. Ta là Hồng Hà Nhi, chạy lẹ đi mà là sát tới rồi. Má ơi vô. Hồ ly sâu xa muôn đời gian hoa. Chết rồi, vợ trâu tới. Đời mi sắp tiêu tối nay. Chết ta rồi. Thằng quần thằng áo lên chơi mày nhào vô, coi nhào vô. Quỷ vợ trâu, tao nói cho mày nghe nha. Hôm nay trời đổ tao chứ không phải đổ mày đâu nha. Mày hiểu không? Chị ơi,
nào đâu. Dám chơi trò chơi giật chồng, nhưng do em nghèo mà em bị bệnh tim chị ơi. Bị bệnh tim nên ma liêm gì mà bị bệnh tim nên ma em liêm. Ở quê xa, cánh đồng sắc tơ, quê nó nghèo xa xa. Quê em thật nghèo nên thân như bọt bèo. Em từ miền quê, em xin vô bia ôm kiếm tiền lo cho má em. Đừng có bao biện. Em không ngờ vừa lên tới đây, em gặp trâu ma dương ảnh cho em có mấy chục chai. Cái gì? Anh cũng nói rằng vợ anh đã chia tay. Anh muốn thương em rồi sẽ lo đời em tới già. Tưởng đâu rằng em đã gặp đại gia, nhưng có ai đâu ngờ anh trâu vẫn còn cô vợ hiền ngoan là vậy á. Không dám chê vợ nhà đi vào bia ôm. Ông ôm con thuyền kia rồi ông khai xấu tôi chê tôi già nhăn nheo. Không như con thuyền kia là già nó trắng tình nên ông thèm ông mê. Bà ơi đâu có vậy đâu. Lúc xưa không tiền chỉ thương vợ nhà, nhưng khi có tiền ông là xà dê. Bà ơi trong lúc ham vui qua đường chút thôi bà đừng la lớn. Đừng la lớn chị đừng la lớn. Bữa nay tôi thấy rồi gương mặt đàn ông, gái kêu thì khoái liền vợ nhà bỏ bê. Chết mê gì sắc đẹp tung tiền ra cho vợ nhà xót xa, nên giờ đây phải lột đồ ông ra. Lột ra cho thế gian coi ông già hết gân mà còn mê gái. Lột đồ à, đừng có lột đồ tôi giữa ban ngày ban mặt bà. Tôi nghiệp tôi bà phía ơi bà phía. Tôi nghiệp tôi trời ơi nhì ơi cứu cha con ơi. Trời ơi sao có lột đồ quá nhiều nữa đó. Cái thứ đam mê kia thấy gái không buông tha, cứ sắp vô về xong đi nói quan cho bà vợ nhà. Bà vợ ở nhà vừa dữ vừa đen, đầu trắng tình như là điều thiện, khiến nhiều đàn ông phát điên. Ông nói tôi đen sao, ông nói tôi xấu sao, cũng bởi lấy ông mà tôi vợ đây thần tàn ma dại nè. Ông nhìn ông kìa và khu đế mặt cũng mê mấy, em túi tim trừng dài. Thôi bây giờ chia tay, đường ai nấy đi, nghe ông già trâu ma dương. Cái thứ đam mê kia thấy gái không buồn tha, cứ sắp vô về xong đi nói quan cho bà vợ nhà. Bà vợ ở nhà vừa dữ vừa đen, đầu trắng tình như là điều thuyền, khiến nhiều đàn ông phát điên. Ông nói tôi đen sao, ông nói tôi xấu sao, cũng bởi lấy ông mà tôi giờ đây thân tàn mà dại nè. Ông nhìn ông kia và khu đế mặt còn mê mấy, em tuổi tiên trường dài. Thôi bây giờ chia tay, đường ai nấy đi, nghe ông già câu ma dương. Đi chị Phiến ơi, đừng có bỏ anh dọc đường Phiến ơi. Anh bỏ anh kiểu này anh lạnh lắm Phiến ơi. Nhi ơi, ba lạnh quá con ơi. Lấy lửa kè cho ba ấm chút xíu coi con ơi. Cứ đi vui vẻ với bộ, sao đừng hối hận cái đồ lăng nhăng. Gì nếu anh không tiền, đời em chỉ yêu với mày tiền anh thôi.